mất hơn 4 giờ từ thành phố Hồ Chí Minh để đến Phan Thiết và mất hơn 4 giờ đồng hồ nữa di chuyển bằng ghe gỗ của ngư dân là bạn sẽ thỏa thích trải nghiệm cảm giác câu cá ngoài các giàn quan gần bờ. Với tôi, câu cá ở đây thật thú vị. Được ngắm nhìn thành phố thu nhỏ giữa biển khơi với vẻ đẹp kỳ ảo về đêm, được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của biển trời với những ánh nắng như sắc bạc, được chinh phục những loài cá biển hung dữ nhưng tuyệt đẹp. Bạn còn mong gì hơn thế nữa? Chuyến đi này, anh em chúng tôi quyết định chỉ mua một ít mồi câu để dành câu đáy, còn lại thì tập trung câu rích. Đây là một môn câu cá thể thao, sử dụng mồi giả được làm bằng chì. Môn câu này đòi hỏi bạn phải có sức khỏe và thật dẻo dai. Giữa biển khơi bao la thì các giàn khoan là nơi trú ẩn lý tưởng cho các loài cá. Chính vì vậy, cá ở đây rất nhiều và đa dạng. Bạn có thể câu được đủ các loại cá từ to đến nhỏ với đủ các màu sắc. Cái hay của câu cá ngoài giàn khoan là bạn có thể câu cả ngày lẫn đêm, trừ những lúc nước chảy mạnh. Ấn tượng nhất có lẽ là đám cá nhồng với hàm răng sắc lẹm. Nhất là ban đêm cứ thả mồi xuống là chúng lao đến. Cá cắn thì ai chả thích, nhưng với anh em tôi thì đám cá nhồng này chính là tai họa. Vì câu mồi giả mà gặp cá nhồng lại không có thẻo câu bằng cáp thì mất mồi là chuyện bình thường. Nhưng biết làm sao? Chẳng lẽ lại không câu? Thôi thì đành rích chậm lại để hạn chế mất mồi. Tranh thủ vài tiếng buổi tối cũng kéo lên ghe cả đống cá nhồng đủ các kích cỡ.
Kết thúc màn thể dục buổi tối là bữa khuya với món mực hấp nguyên con, đen thùi lùi, nhưng ăn vậy mới ngon và an toàn. Gắp miếng mực chấm với muối tiêu chanh, tập thêm hấp bia lạnh, tận hưởng cái mùi vị của biển đêm mà những cơn gió hè mát rượi mang đến. Cảm giác thật mênh mang. Nấu thêm nồi mì tôm với ít rau mang theo cho ấm bụng, anh em tranh thủ ngả lưng sau một hành trình dài, chờ trời sáng để tiếp tục chiến đấu. Dường như đã thành thói quen, đêm đầu tiên trên biển, lúc anh em nghỉ ngơi thì tôi và các bạn câu vẫn tranh thủ tăng ca kiếm thêm ít cá vặt. Câu cá vặt có cái thú riêng của nó. Các loại cá nhỏ ở đây thì khỏi nói, chúng nhiều kinh khủng. Cũng chẳng phải cần với máy làm gì cho phức tạp, buộc thảo câu đã mắc mồi vào, cuộn dây thả xuống, kéo lên là có cá. Câu một lúc đã đầy sàn ghe. Cá nhỏ nhiều như vậy thì ắt sẽ có cá lớn. Vậy là ngày mai sẽ mệt đây. Rồi bình minh cũng lên. Bình minh trên biển luôn đầy sắc màu và bình yên. Mọi người tranh thủ dậy sớm để bắt đầu một ngày làm việc thực sự. Hy vọng sẽ được chiến đấu với đủ các loại cá. Câu cá giản khoan đòi hỏi bạn phải có sức khỏe để chống chịu với sóng, đọ sức với cá. Cảm giác thật khác biệt do cá biển rất khỏe, lại thường câu ở những nơi độ sâu trên 50 mét nước.
câu biển là thế, tất cả đều là ẩn số cho đến khi mọi thứ đã nằm cả trên ghe. Chính vì vậy, nó hấp dẫn đến kỳ lạ. Đầu tiên là đám cá ngừ, tuy không lớn nhưng lại rất ham mồi. Chúng cứ thế lao vào những cục chì được sơn phết đẹp đẽ mà chúng nghĩ là những chú cá nhỏ thơm ngon. Chắc chắn rằng cho đến tận lúc bị kéo lên ghe, chúng cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khác hẳn với sự tĩnh lặng của các loại hình câu cá khác, câu cá ngoài giàn khoan thực sự đem đến những cảm giác mới lạ, đam mê và đầy cảm xúc. Nói đam mê cũng phải, được sống giữa biển khơi bao la, đầy nắng và gió, cá thì nhiều và rất đa dạng, nào là cá thu, cá cam, bè quỵt, bè lão, mú. Mỗi loại lại có hành vi và đặc điểm săn mồi khác nhau. Mỗi lần thả câu là một lần hồi hộp, không biết điều gì đang chờ đợi dưới đó, không biết sẽ câu được cá gì.
câu ban ngày thì cá nhồng ít hẳn, thay vào đó là các loại cá, nhưng vui và bất ngờ nhất có lẽ là câu được chú bạch tuộc lớn bằng mồi già. Vậy là có món đặc biệt để liên hoan cùng với các anh em ở nhà. Còn trên ghe thì có rất nhiều món đặc biệt, mà đáng nhớ nhất có lẽ là món gỏi cá ngừ do bạn ghe chế biến. Cá ngừ tươi được lấy phi lê ngay trên sàn ghe, thái nhỏ, đảo với nước cốt chanh, sau đó vắt kiệt để thịt cá thật khô. Nước trộn gỏi là hỗn hợp của đường, mắm, canh và ớt tươi giã nát. Sau đó cho tất cả vào nồi, đảo đều cùng với mấy lát gừng và hành củ. Chỉ đơn giản vậy thôi mà miếng cá ngon đến lạ. Nó có vị cay cay của hành, ớt, vị ngọt mềm của thịt cá cùng hương vị thơm ngon của nước chấm. Tất cả như tan trong miệng. Cảm giác thật khó diễn tả.
câu cá ngoài giàn khoan thì gần như không phải rời ghe nên anh em cũng khá thoải mái. Câu mệt thì nghỉ, đến bữa là chén. Vậy mà chẳng ai thấy nhàm, thấy chán, chỉ thấy sao thời gian trôi thật nhanh, mới câu đây mà đã đến lúc phải về. Câu biển là thế, những ngày dưới ghe thật thoải mái và hạnh phúc. Tạm biệt thành phố thu nhỏ dưới biển khơi, cá cũng đã đầy khoang. Anh em chúng tôi trở lại Phan Thiết, tranh thủ đóng cá để về với gia đình và công việc bận rộn hàng ngày.